Trong ngày hôm qua, 100 cán bộ chiến sĩ công an thành phố đã tiến hành khám xét các địa điểm bắt giữ 11 đối tượng chủ chốt trong đường dây cá độ bóng đá 10.000 tỷ đồng lớn nhất miền Trung Tây Nguyên từ trước tới nay. Kẻ cầm đầu là Bùi Mạnh Trí, 35 tuổi, trú thành phố Đà Nẵng, đã liên hệ với nhà cái để nhận các tài khoản cá cược để hoạt động cá độ bóng đá, cá cược trực tuyến. Từ các tài khoản nói trên, Trí đã phân thành các tài khoản nhỏ hơn cho hàng loạt đại lý để tổ chức đánh bạc rộng khắp các tỉnh thành. Qua khám xét ở nhiều điểm, công an đã thu giữ nhiều tỷ đồng, 2 ô tô, 27 điện thoại di động, 5 thẻ tín dụng ngân hàng, 1 khẩu súng quân dụng cùng nhiều tang vật khác liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng. Bước đầu xác định đường dây đánh bạc trên 10.000 tỷ đồng, trong đó chỉ riêng từ tháng 5 năm 2020 đến nay đã thu lợi bất chính trên 6.250 tỷ đồng. Hiện có 11 người đang bị tạm giữ hình sự để điều tra mở rộng.